Con nay quy y Đức Phật A Di Đà, vô lượng thọ, vô lượng quan như lai, nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của ngài đều có được tính tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thánh và khỏi nước cực lạc thanh tịnh trang nghiêm. Con nay quy y pháp môn tịnh độ, tính nguyện trì danh cầu sanh cực lạc, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được họ trì tu tập phương tiện thành Phật tối thắng con nay quy y được quan thế âm bồ tát đức đại thế chiến bồ tát và thanh tịnh đại hại chúng bồ tát nguyện cho tất thầy chúng sanh đều phát bồ đề tâm sanh về cực lạc nhập thanh tịnh chúng chống thành phật đạo tịnh độ đại kinh giải diễn nghĩa chủ giảng lão pháp sư tịnh không chuyển ngữ hạnh trơn biên tập bình minh thời gian Ngày 14 tháng 9 năm 2011, địa điểm Phật đà giáo dục hiệp hội Hồng Công, tập 593. Chư vị pháp sư, chư vị đồng học mời ngồi xuống. Mời quý vị xem đại thừa Vô lượng thọ kinh giải Trang 779 Hàng thứ tư từ dưới đếm lên Duy người đã từng rộng trồng các hiện căn Đối với vô lượng chư Phật Mới có thể tu hạnh phổ cứu tất cả thế gian gọi là hạnh cứu thế câu này vô cùng quan trọng trong đời chúng ta gặp được pháp môn này có thể tin có thể tu học có thể thực hành sẽ như trong kinh này nói trong đời quá khứ chúng ta đã từng gặp được vô lượng chư phật ở trong pháp hội của vô lượng chư phật rộng trồng thiện căn bởi thế có thể tin có thể hiểu đây là thiện căn sâu dày người không có thiện căn mặc dù đầy đủ thế trí biện thân nhưng nghe được pháp môn này thấy được pháp môn này họ không thể tin không thể tiếp thu là những ai đại đa số là phần tử tri thức chúng tôi lúc còn trẻ cũng là một trong các phần tử tri thức có hiện tượng này nên chúng tôi là người đã trải qua gặp rồi nhưng không tin Mở kinh ra xem cũng không hiểu Khi xem hình như cũng không thấm sâu lắm Là câu chuyện thần thoại rất rõ ràng Nói về thế giới cực lạc hư vô mù tịt Không thể tiếp thu Xem kinh hoa nghiêm Như tác phẩm nghệ thuật Tiểu thuyết trong nhà Phật Miêu tả thế giới cực lạc theo tưởng tượng Đều là nghĩ như thế Không ai nghĩ đến đây là sự thật Thật sự có điều này Chắc chắn không ai nghĩ đến Giống như xem tay du ký Và phong thần bản vậy Dùng tâm thái này để xem kinh Phật đây là gì trong đời quá khứ có thiện căn phước đức hiện nay bị tập khí phiền não che đậy chướng ngại phải mất thời gian hai ba mươi năm mới đoạn trừ được chướng ngại này mới thật sự tin Thời gian hai ba mươi năm không ngắn Ngày ngày nỗ lực tu học Có thầy giáo giỏi ở bên chỉ đạo Cho nên khi nghĩ lại Quả thật là vô cùng may mắn Nếu không có những vị thầy này Đốc thuốc chỉ dẫn Bản thân hơi giải đãi một chút Đời này sẽ bỏ lỡ qua pháp môn này. Không phải nói không có thiện căn phước đức mà thiện căn phước đức chưa đủ sâu dày. Người có thiện căn phước đức sâu dày, chúng ta cũng từng thấy. Các ông bà cụ ở nông thôn nói là họ tin ngay không chút hoài nghi. Điều này khiến chúng tôi cảm thấy vô cùng kinh ngạc Bản thân họ không biết Nhưng đây là đại thiện căn đại phước đức Họ không hiểu gì nhưng vẫn tin Chỉ cần nghe xong là tin liền không hoài nghi Y giáo phụng hành Năm ba năm là biết trước giờ chết rồi giảng sanh Đến thế giới cực lạc làm Phật Rất tuyệt vời Điều này khiến chúng ta phản tỉnh lại bản thân. Thiện căn phước đức của chúng ta không bằng họ. Nói không bằng họ cũng chưa chắc. Chúng ta cuối cùng cũng quán thông được áo mật trong kim điển này. Điều này họ không làm được. Khiến chúng ta nghĩ lại tình hình của mình là sao nhất định trong đời quá khứ thiện căn phước đức sâu dày chỉ là có một số tập khí phiền não chướng ngại nên không hiển lộ ra nhanh như vậy được không hiện ra không được lợi ích không thấy được những yếu nghĩa trong kinh điển chư vị cổ đức nói thế vị làm sao đậm đà bằng pháp vị thế mà khi chúng ta còn trẻ là thế vị nồng nàn hơn pháp vị thế vị rất đậm đà pháp vị không có hoàn toàn không nếm được sau khi tiếp xúc phật pháp cũng nghe giảng kinh nhưng nghe không ra được mùi vị đây là gì đại đức giảng kinh thua xa cổ đức các bậc cổ đức họ có tu có chứng nên lời họ nói có gì nếu các bậc đại đức hiện nay giảng kinh đều giống như thầy giáo ở trường vậy ta à, không thể nói họ không hiểu. Nhưng họ chưa chắc hiểu thật. Họ đều nghiên cứu trên phương diện văn tự. Những thứ học được hiện nay gọi là học thuộc Phật học. Phật học rất thời thượng. Môn học trong trường cũng rất thời thượng khoa phật học trong hệ triết học thật sự lãnh hội được nhất định phải y giáo tu hành mới nếm được vị của nó không thực hành không được không những phải thực hành phật pháp mà phải thực hành giáo huấn của thánh hiền những thứ tinh hoa nhất của thế gian cũng phải thực hành Các nhà khoa học đỉnh cao của thế gian không được mấy người Vì sao thành tựu của họ lớn như vậy thực hành Kiên nhẫn Không quên mục đích của mình Họ mới có phát hiện mới mới có thành tựu do đó chúng ta phải biết đừng xem thường bản thân người đích thực có thiện căn sâu dày mới có thể tu học được kinh này kinh này là gì một câu tám chữ này nói quá hay Hạnh nguyện phổ cứu tất cả thế gian Quá tuyệt Thế gian thêm vào thành tất cả thế gian Tất cả thế gian là nói về điều gì? Mười pháp giới Cao nhất trong mười pháp giới là Phật Bên dưới là Bồ Tát Thanh Giang Duyên Giá Dưới nữa là Lục Đạo Chúng sanh trong mười pháp giới đều được độ Gọi là hành giả cứu thế Đây là ai? Khen ngợi người tu học tịnh độ Thật như vậy chăng? Nếu ở đây có người thật sự tu hành tịnh độ không phải giả là thật ở đây sẽ ít thiên tài vì sao vậy hưởng phước đức của họ họ chân tu người chân tu không phải một người thay thế một trăm người Các nhà khoa học nói với chúng ta Ý niệm tập trung Thông thường nói Thành phố có một trăm giả người Có một trăm người ở đó Chuyên tu tịnh độ Thì nơi đây không bị thiên tai Phổ thông tu tịnh độ nếu một người đối với tâm môn, giáo môn đều thông đạt, lưu loát vô ngại Không phải dùng giọng tâm, dùng chân tâm để tu thì một người cũng đủ Không cần phải một trăm người Một trăm người là nói tính chúng bình thường Tạm thời buông bỏ giọng niệm như tiến sĩ Giang Bổn Thắng làm thí nghiệm ở Hồ Tỳ Bà, đó là tùy tuyện mời đến 350 người cầu nguyện trong một tiếng, trong một tiếng đó mọi người buông bỏ giọng niệm. Nhất tâm chuyên chúa để cầu nguyện cho eo Hồ Tỳ Bà này. Thời gian một tiếng, Mọi người chỉ nghĩ đến một vấn đề, nói một câu, nước hồ sạch sẽ tôi yêu bạn chỉ mấy chữ như vậy trong lòng nghĩ như vậy và miệng đọc ra tiếng chỉ một tiếng đồng hồ nhưng quả thật khởi tác dụng ba ngày sau nước hồ rất sạch sẽ mùi hôi hám hàng ngày không còn nữa Thí nghiệm này đã phát hiện ra năng lượng của ý niệm không thể nghĩ bàn. Có thể thay đổi hiện tượng vật chất bên ngoài. Ngày nay địa cầu thiên tai là hiện tượng vật chất bên ngoài. Thí nghiệm của Giang Bộn nhắc nhở chúng ta rất nhiều Chúng ta ở đây tin tấn tu hành Tam nghiệp thanh tịnh Thân lễ Phật Miệng niệm Phật Tâm nghĩ đến Phật Chuyên nghĩ định Phật A-di-đà Công đức vô cùng thù thắng của Phật A-di-đà Ngày nay gọi là năng lượng Năng lượng không gì sáng được Bây giờ chúng ta đã hiểu được một ít Năng lượng này đối với bản thân Có thể thay đổi tình trạng sức khỏe của thân tâm mình Phải tin thật mới được Đối với bên ngoài thay đổi hoàn cảnh sống của chúng ta Hiện nay trên địa cầu thiên tai dồn dập Khu vực chúng ta không có thiên tai Nhất định phải tinh tấn tu hành Năng lượng của chúng ta càng mạnh Thì phạm vi ảnh hưởng càng lớn Có đầy đủ năng lượng Chúng ta ở một nơi tu hành nhưng thiên tai các vùng xung quanh đều được hóa giải. Quanh Hồng Kông phía tây là Trung Quốc, phía bắc là Hàn Quốc, Nhật Bản, phía đông là Đài Loan, Philippines, phía nam là Nam Dương. Khu vực này một khu vực lớn như vậy đều có thể hóa giải được thiên tai. Mặc dù không thể hóa giải hoàn toàn. Nhưng cũng giảm nhẹ đi rất nhiều Hạnh phổ cứu tất cả thế gian Phải tin Nó mới có thể sản sinh ra năng lượng Nếu như hoài nghi không tin Năng lượng này sẽ không có Không sanh ra được Bởi thì niềm tin Quan trọng hơn tất cả chúng ta xem tiếp đoạn gian sau như kinh này nói đương lai tất cả hàm linh đều y theo pháp này mà được độ thoát trong kinh này đức thế tôn nói với chúng ta đương lai là tương lai sau khi đức phật diệt độ đều gọi là tương lai cho đến khi pháp giận của Đức Thế Tôn bị quỷ diệt khỏi thế gian, thời gian này trong kinh có nói là 12.000 năm. Chánh pháp của Phật là 1.000 năm, tượng pháp 1.000 năm, mạc pháp 10.000 năm, tổng cộng là 12.000 năm. Đây là pháp dẫn của Đức Thế Tôn Nếu dùng cách nói hiện nay Tầm ảnh hưởng dạy học của Đức Thế Tôn Về không gian tầm ảnh hưởng của Ngài đến toàn địa cầu Phật giáo biến khắp toàn cầu Về mặt thời gian mà nói Ảnh hưởng của Ngài là 12.000 năm Ở trước chúng ta đọc chú giải của Hoàng Niệm Tổ Dẫn chứng lời trong Kim Nhân Dương Lời đó cũng là Đức Phật nói Nói đến thời chánh Pháp, tượng Pháp, mạc Pháp của Phật Nói rất hay, rất có lý pháp vận của đức phật làm gì có chuyện thắng hay liệt không có phật pháp là bình đẳng sự thù thắng hay suy diệt của pháp hoàn toàn do con người đạo lý này là thật đức phật đã nói Đầy đủ ba điều kiện nghĩa là chánh pháp Bất luận là lúc nào Có người giảng kinh Có người tu hành Có người chứng quả Đây là thời chánh pháp Có người giảng kinh Có người tu hành Không có người chứng quả Gọi là tường pháp có người giảng kinh, không có người thật sự tu hành, quan hệ khi nghe kinh nhưng không chân tu, đương nhiên không có chứng quả, đây gọi là mạc pháp. đến lúc không có người giảng kinh thì gọi là diệt pháp. kinh tuy vẫn còn, không ai học, Phật pháp sẽ diệt. Cách nói này trong nhân dương kinh rất hay Theo cách nói 12.000 năm này Chúng ta sống vào thời mạt Pháp Nhưng ngày nay chúng ta đang học tập Đời này thật sự giảng sanh Đó là chánh Pháp trong thời mạt Pháp Giảng sanh là chứng được sành địa thế giới cực lạc đều làm bồ tát a duy việt trí đây là đại thừa diệu quả chúng ta đọc đến đoạn kim gian này đều là do đức phật nói ngài đang động viên chúng ta khuyến khích chúng ta khen ngợi chúng ta chúng ta tuy ở trong thời mạt pháp nhưng có thể thành tựu có được thành tựu của chánh pháp. Điều này quá thù thắng. Tuy hiện nay là mạt pháp nhưng khu vực này đến một người giảng kinh cũng không có. Nó sẽ biến thành diệt pháp. Cũng may hiện nay chúng ta dùng những công cụ khoa học Khiến cho toàn bộ địa cầu không đến nội đi đến mức độ diệt pháp Dễ tin mạng internet lúc nào cũng có thể xem được kinh điển Trong hoàn cảnh trước mắt Chúng ta biết đào tạo nhân tài giảng kim thuyết pháp là điều quan trọng nhất nếu không có người giảng kim pháp sẽ diệt hiện nay vẫn còn công cụ khoa học phải tận dụng nó tối đa lợi dụng nó để hỗ trì chẳng pháp tu đại công đức không chấp tướng là công đức chấp tướng là đại phước báo là lợi ích của thế gian không chấp tướng đem công đức này hồi hướng cầu sanh tiệm độ đó là đại công đức Quả báo thù thăng Không ai có thể tưởng tượng được Quý vị xem Phật Pháp sắp diệt Nếu họ có thể phát tâm làm công việc này Để cứu giảng Bất luận tâm của họ là tà hay chánh Họ cũng đã cứu được Phật Pháp Công đức thật không thể nghĩ bàn Đó là phát tâm bất chánh sao gọi là bất chánh vì tự tư tự lợi vì danh gian lợi dưỡng của mình phước đức cũng rất nhiều vì sao vậy vì họ đã cửu lấy phật pháp phật pháp có truyền thừa không những người bây giờ được lợi ích nếu truyền thừa được từ đời này qua đời khác thì công đức này vô cùng lớn Ngoài Phật giáo ra Thì nho đạo cũng rất đáng nể Gặp được người có nhân duyên này Đúng như cổ nhân nói Vì kế thừa tuyệt học của các bậc thánh hiền Vì dạng thì mở thái bình đây đều gọi là hạnh phổ cứu tất cả thế gian Trong kinh nói là hạnh cứu thế Đem công đức này hồi hướng tịnh độ Làm gì có chuyện không giảng sanh không muốn giảng sanh tịnh độ ở thế gian này là đại phước báo phước báo này tuyệt đối không thể hưởng hết trong một đời phước báo lớn này giống như các đế vương thời cổ đại phải truyền mấy mươi đời ở trung quốc truyền thừa lâu nhất là thời nhà Chu. Nhà Chu truyền được 37 đời. 867 năm. Ngày nay nếu có thể kế thừa tuyệt học của nho thích đạo Phước báo của họ không thua gì nhà chu Đợi vị thành giao chướng ngại lơ là khiến nó tuyệt diệt trong thế gian tôi này vô cùng nặng từ trên mặt phản diện để suy xét phải hiểu quả báo này ở trong địa ngục vô dáng hồi tưởng lại bản thân chúng ta đời này ba nghiệp thân khẩu ý chúng ta tạo ra là đang hưng phật pháp hay là đang diệt phật pháp điều này không thể không biết nếu như là hưng phật pháp nghĩa là giúp Phật pháp thường trú. Công đức này rất lớn. Còn nếu diệt Phật pháp tội đó quả là sâu dày. Thật đáng sợ. Điều này trong lòng mỗi người chúng ta phải rõ ràng minh bạch. Nếu có tội, nhất định phải nương vào pháp này để tiêu tai diệt tội. Lần này Chúng tôi chọn dạng Chú giải kinh vô lượng thọ Của Hoàng Niệm Tổ Cũng sắp hoàn thành rồi Bây giờ đang giảng phẩm thư 47 Ở sau còn một phẩm 48 nữa là viên mãn Sau khi viên mãn Dẫn giảng lại bản này Chúng ta giảng lần thứ hai Lần thứ hai đem khoa phán dung hòa vào Để khi chúng ta xem kinh văn chú giải Thứ lớp từng đoạn càng rõ ràng minh bạch hơn Khoa phán Chính là giải thích kết cấu chương pháp Của cuốn sách này Cũng thuộc về một loại khoa học Từ trong kết cấu chương Pháp Có thể nhận ra được tư tưởng thể hệ của bộ kinh này Bởi thì cổ nhân không dùng nhiều chú giải như vậy Rất phiền phức Khi dùng khoa phán này mọi thứ đều rõ ràng, minh bạch đối với người học phật bây giờ họ xem không hiểu khoa phán khoa phán nghĩa là đoạn này nói những gì câu này nói về điều gì đều thêm đề một nhỏ vào như vậy xem là hiểu ngay như hai bài kệ ở đây bài kệ bốn câu ở trước là nói Trì diễn cứu thị Trong khoa phán tôi dùng bốn chữ này Khó trì Vì người diễn thuyết Tu hành cứu thị Chữ trên khoa phán Đều tận dụng chữ trong kinh văn Vô cùng thân thiết Bài kệ bên dưới Quyết định giảng sanh Dùng câu thứ hai của bài kệ Quyết định giảng sanh cực lạc quốc Quý vị xem bài kệ này là Nói quyết định giảng sanh Còn bài kệ trước là trì diễn cứu thị Hai bài kệ này hợp lại là trì diễn giảng sanh Đây chính là một đoạn giữa trong đoạn giữa có hai đoạn nhỏ Chúng tôi đã in khoa phán này lên Mọi người học tập sẽ tiện lợi hơn Chú giải hoàn toàn y theo Chú giải của Hoàng Niệm Tổ Bởi thì chúng ta phải in bản kinh mới kinh là bản hội tập của cư sĩ hạ liên cư khoa phán là bản tôi làm khi học bộ kinh này tôi từng tham khảo khoa phán của pháp sư từ châu tôi làm tường tận hơn của pháp sư từ châu pháp sư từ châu Dùng bản hội tập sớm nhất Bạn 37 phẩm Quý vị nhìn thấy ở trước Chính là khoa phán này Bản này là 37 phẩm kinh vô lượng thọ Là Hạ Liên Cư Y theo bản của ngụy Mạch Thâm Để hiệu đính về sau thì vẫn chưa được thỏa đáng lắm Nên đã hội tập lại từ đầu Chính là bản 48 phẩm chúng ta hiện tại đang dùng Chúng tôi đã in ra một ngàn cuốn này Để làm kỷ niệm Vì biết rằng lúc đó hội tập rất khó khăn Mới đầu Khi Hạ Liên Cư hội tập xong bản này Pháp Sư Từ Châu Đã dùng nó để tuyên giảng ở Tế Nam Và làm khoa phán cho bản này Một kỷ niệm rất hay Khoa phán này có một lần tôi đến Bắc Kinh thăm Hoàng Niệm Tổ ông đã tặng cho tôi Tôi sợ mất nên in nó thành một tập Như vậy khi lưu thông khoa phát này sẽ không bị mất Không bị thất truyền Nên đầu đuôi vô cùng rõ ràng Bản kinh chúng tôi in ấn số lượng lớn Hy vọng cứ theo đó mà giảng tiếp Tôi nghĩ khoảng thời gian này sang năm là giảng xong Chắc tháng 8, tháng 9 sang năm là viên mãn Đây là nói tương lai của tất cả hàm linh là chỉ cho chúng sanh trong lục đạo. Đều có thể y theo phương pháp niệm Phật giảng sanh này, Mà được độ thoát. Diễn diễn thoát ly luân hồi lục đạo. Nếu người muốn tự cứu, Và phổ cứu tất cả thế gian, Đều nên tu hành cứu thế này câu này là khuyên chúng ta nếu muốn cứu bản thân và muốn cứu tất cả thế gian đức phật đều đem lý luận phương pháp nói ra chúng ta y theo phương pháp này là có thể cứu được mình y theo phương pháp này là có thể cứu thế gian đức phật cứu thế gian như thế nào cần chúng ta giúp đỡ. Ngài ở trên chỉ đạo. Còn những công việc thực thì chúng ta phải làm. Đức Phật có đại đức cứu thị. Chúng ta làm theo, chúng ta có đại năng cứu thị. đức và năng dung hợp với nhau, nó sẽ viên mãn. Thử hành, hành như thế nào? Chính là trong đoạn văn này nói, nghe xong. Bây giờ chúng ta đã nghe được kinh này, trên tay cũng cầm được bộ kinh này, cũng đã nghe được, nghe xong thật sự tiếp nhận tiếp nhận điều gì những đạo lý trong kinh điển nói biến nó thành tư tưởng của chúng ta biến thành kiến giải của chúng ta những giáo quân nói trong kinh điển biến thành hành vi trong cuộc sống của chúng ta bộ kinh này chính là bản thân ta Bản thân ta giống với bộ kinh này Kinh là tả thật về bản thân mình Đây gọi là thọ trì Đây là tự lợi Kỳ định thư tả là lưu thông Phải lưu thông số lượng lớn kinh điển này Ngày xưa không có in ấn Lưu thông kinh điển phải nhờ vào thư tả Người thọ trì đọc tụng Trong đời ít nhất phải viết một bộ Để kinh điển này lưu truyền Truyền từ đời này qua đời khác Hiện nay thuộc y nận rất dễ dàng Có thể lưu thông số lượng lớn Nho thích đạo Phải lựa chọn những tinh hoa không cần nhiều Thật sự có thể cứu được thế gian Phải đơn giản, phải trọng tâm Người bây giờ nhìn thấy Tiếp xúc được có thể sanh tâm quan hỷ như vậy sẽ khởi tác dụng chúng ta không những lưu thông bằng gian tự hiện nay có thể dùng cd có thể dùng vcd rất nhiều phương thức dùng tivi, dùng mạng internet, dùng truyền hình vệ tinh để truyền bá. Toàn tâm toàn lực phát triển phương diện này. Nhất tâm như vậy cầu tịnh độ. Đây là mục tiêu sau cùng của chính mình. Tôi nhất tâm nhất ý không cầu danh gian lợi dưỡng của thế gian Dù làm bao nhiêu việc tốt cũng không cầu quả báo Cầu điều gì? Cầu sanh Tây Phương cực lạc Vì những việc này là những việc Đức Phật làm Chư Phật Như Lai đã làm những việc như vậy Nên khi chúng ta làm việc này Cũng là làm việc của Phật Phật là làm việc cứu thế ba câu này cả ba câu đoạn trên là tượng trưng nghe và tin kinh này ngày nay nói rộng thêm nghĩa của nó từ nghe và tin mà sanh khởi nguyện hạnh tính nguyện hạnh không thể tách rời liên quan rất mật thiết thọ là tính thọ trì là chấp trì Pháp môn tịnh độ Nó vào từ hữu môn Chứ không phải là không môn Vậy chúng ta chấp trì Chấp là gì? Là chấp trước Tất cả Pháp thế xuất thế gian đều không chấp trước chỉ chấp trước A-di-đà Phật Trong kinh giáo chúng ta chỉ chấp trước kinh vô lượng thọ Nhất môn thâm nhập trường thời quân tu Từ chấp trước Khi đã thâm nhập rồi sẽ không chấp trước nữa Từ chấp trước đến không chấp trước Gọi là không bàn mà hợp không thể nghĩ bạn y giáo phụng hành phát tâm bồ đề Nhất hướng chuyên niệm a di đà phật nhất định phải tuân thủ giáo huấn trong kinh điển kinh điển là giáo huấn của đức thế tôn mở kinh điển ra giống như đức thế tôn đang ở trước mặt chúng ta vậy cung kính tiếp thọ chân thành phụng hành một phương hướng một mục tiêu là chuyên niệm phật a di đà đồng thời lại thư tả đọc tụng tán thán diễn thuyết cúng dường đây là công việc phải làm hàng ngày Thư tả Ngày nay chúng ta là biên tập ứng tụng Đọc tụng tức mỗi ngày phải siêng năng học tập Tán thán Đọc tụng kinh điển là tán thán Nhất tâm chuyên niệm là tán thán Diễn thuyết diễn là biểu diễn Đem những gì học được Thực hành vào trong cuộc sống hàng ngày Chúng ta đã làm được Đem ra biểu diễn cho người khác thấy Đây là gì? Thân giáo Thân giáo sau đó mới có ngôn giáo Ngôn giáo là nói Lấy công đức này cúng dường vô lượng thọ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng gia kinh làm được là chân chánh cúng dường như các công đức thắng diệu ở trên thắng là thù thắng diệu là di diệu chúng ta có thể làm được như thế. Đây là công đức thù thắng di diệu. Lấy tâm chí thành, tâm không hai, hồi hướng tịnh độ. Hai câu này rất quan trọng, chí thành là chân thành đến cực điểm. Không hai nghĩa là nhất tâm. nhất tâm nhất ý trong tâm không có tạp niệm không có vọng tưởng chỉ có thế giới cực lạc y chánh trang nghiêm chỉ có sáu chữ hồng danh của phật a di đà gọi là dạng đức hồng danh Hồi hướng như vậy Hồi hướng phải có năng lực Không phải không có năng lực hồi hướng Chỉ hồi hướng bằng miệng không thôi Không khởi tác dụng Phải có hành động Y giáo phụng hành Lấy công đức này hồi hướng cầu sanh tịnh độ Nên gọi là nhất tâm như vậy cầu tịnh độ thế giới tây phương cực lạ nguyện này ý niệm này niệm niệm đều không mất đi trong đời này của chúng ta phải làm sao đoạn tất cả điều ác tu tất cả điều thiện không làm hành vi xấu nào, chính là vì định thế giới cực lạ thân cận Phật A-di-đà. Như vậy là đúng. Đức Phật sẽ thọ ký cho chúng ta. Đức Phật vì điều này mà thọ ký rằng chắc chắn giảng sanh nước cực lạ. Đây là Đức Phật thọ ký cho chúng ta. Chúng ta nhất định được giảng sanh câu sao có thể là đức phật thấy được người như thế khi lâm mạng chung phải gặp tai quả tai quả gì lửa lớn đầy trong ba ngàn đại thiên thế giới có thể chăng có thể từ kính diễn vọng của thiên văn chúng ta quan sát được có một tinh hệ lớn giống như hệ ngân hà vậy toàn bộ bị đốt cháy trong kính diễn vọng nhìn thấy một mảng sáng màu đỏ ánh sáng lửa bốc lên trong đó có không biết bao nhiêu tinh cầu Hệ ngân hà này có lúc nào bị như vậy chăng? Rất có thể. Các nhà khoa học dự đoán sự đốt cháy của Thái Dương còn khoảng 60 ức năm. Đốt đến cuối cùng nó sẽ bùng nổ, Đó chính là sự quỷ diệt của hệ Thái Dương. Thời gian quỷ diệt của hệ ngân hà càng dài. Đây chính là trong kinh nói thành trụ hoại không. Đến khi sắp kết thúc kiếp hoại sẽ biến thành kiếp không Không có gì cả Khi sắp kết thúc thì Tam tai hiển tiền Tam thiên đại thiên thị giới Trong vũ trụ này Có lửa lớn Có nước lớn Có gió lớn Ba đại thảm quả Người niệm Phật Người tu được nhiều công đức Gặp đại tam tai này Cũng có thể vượt thoát Giảng sanh cực lạc Công đức này lớn biết bao Quả là không thể nghĩ bạn ngay lúc này Đức Phật hiện thân ra để tiếp dẫn chúng ta. Giảng sanh thế giới cực lạc nhất định phải nhớ chắc chắn Phật đến tiếp dẫn. quý vị nói Đức Phật quên chăng? như vậy là tâm ta khởi nghi ngờ. sanh đến thế giới cực lạc ở trong biên địa nghi thành tuyệt đối không được có hoài nghi này. sao Đức Phật có thể quên chúng ta được? làm gì có đạo lý này? đến tiếp dẫn chúng ta là bổn nguyện của ngài ngài đã phát lời nguyện này nguyện rồi thì cần phải thực hiện ngài đến như thế nào ngài phân thân đến quá thân đến một thân có thể quá vô lượng vô biên vô tận vô số thân Bất cứ người giảng sanh nào Trong mười phương thế giới Nhân duyên thành thuộc đều không sót người nào Phải tin Trong Hoàng Nguyên Quán Quốc sư Hiền Thụ Nói ba loại chu biến Tuyệt đối không được hoài nghi Loại chu biến thứ nhất là Chù biện pháp giới Nghĩa là thế nào? Ý niệm của chúng ta Nhất niệm của chúng ta là A-di-đà Phật Ý niệm này lập tức chù biện pháp giới Phật A-di-đà có biết chăng? Biết Nếu thọ mạng chưa hết biết được ngài cũng không đến khi nào đến thọ mạng niệm vừa khởi là ngài hiện ra ngay lập tức nhìn thấy nhất định phải phật a di đà định tiếp dẫn chúng ta nếu không có phật đến tiếp dẫn chúng ta không tìm được thế giới cực lạc chắc chắn lạc mất phương hướng Mê như vậy là sai Không biết đi về đường nào Chắc chắn giảng sanh Nhưng không biết giảng sanh về đâu Cho nên phải kiên định tính tâm Không được có chút nghi ngờ nào Chúng ta ở đây vừa phát tâm Phật a di đà liền biết được Thật sự phát tâm cầu sanh tịnh độ Phật từng giờ từng phút chú ý đến quý vị lúc nào cần đến tiếp dẫn tuyệt đối không bỏ sót đây là kinh văn cũng là bài kệ thiên tai lớn Phật còn đến tiếp dẫn huống chi thiên tai nhỏ Trên địa cầu chỉ xảy ra một thiên tai nhỏ Trong mắt chư Phật Bồ Tát thấy điều này chỉ là việc nhỏ nhoi Ngân hà đối tề có gì lớn lao đâu Việc nhỏ Tin rằng Đức Phật nhất định gia hộ chúng ta Chắc chắn không bỏ quên chúng ta xem tiếp hai bài kể sau hai bài kể này khoa phán của tôi là khó hiểu khó nghe trong đó cũng chia ra hai đoạn nhỏ đoạn nhỏ thứ nhất có sáu câu trí phật khó đo lường được đoạn thứ hai chỉ có hai câu khó được khó nghe như lai thâm quảng trí tuệ hại duy phật giữ phật nảy năng tri thanh văn ước ký tư phật trí tận kỳ thần lực mạc năng trắc như lai công đức phật tự tri duy hữu thế tôn năng khai thị sáu câu này là trí phật khó đo lường đoạn tiếp theo chỉ có hai câu nhân thân năng đắc phật năng trực Tính tuệ văn pháp nan trung nan Đoạn nhỏ hai câu này Trên thực tế là nói Thân người khó được Phật Pháp khó nghe Nhất định phải quý trọng cơ hội và nguyên nhân này Tuyệt đối không được bỏ lỡ Chúng ta xem chú giải của Hoàng Niệm Tổ Đoạn bên phải tượng trưng cho trí Phật sâu rộng Chỉ có Phật mới biết được Đây là trí tuệ của Phật Thánh hiền, nhị thừa Đều không thể đo lường được Nhị thừa là thanh văn duyên giác Là thánh hiền của tiểu thừa a la hán là hiền nhân bích chi phật là thánh nhân thánh hiền của tiểu thừa họ không biết được trí tuệ của phật rốt cuộc trí tuệ của phật lớn chừng nào họ không biết được huống gì phàm phu khoa học ngày nay các nhà lượng tử lực học có phát hiện mừng không đơn giản chút nào họ lại có thể phát hiện ra a lại già. trong kinh đức phật từng nói thật sự đã thực hiện được tam tỷ tưởng của a lại gia biến hiện ra vũ trụ biến hiện ra dạng pháp Ngài Huệ nàng nói một cách rất đơn giản Đâu ngờ tự tánh năng sanh dạng Pháp Vì sao tự tánh có thể sanh ra dạng Pháp? Bản thân tự tánh không có hiện tượng nào cả trong kinh đức phật dạy chúng ta tuy không có hiện tượng nào nhưng nó chứa đựng trí tuệ viên mãn đức năng viên mãn tướng hảo viên mãn chứ đừng ở đâu tự tánh biến khắp mọi nơi khắp mọi lúc nên trí tuệ đức tương trong tự tánh cũng là biến khắp mọi nơi biến khắp mọi lúc không nơi nào không có không có nhân duyên nó không hiện chứ không phải không có phật giáo gọi là ẩn hiện khi không gặp nhân duyên thì ẩn Có duyên nó liền hiện Có thể xoay ra dạng Pháp là hiện Khi không hiện là như câu thứ ba Ngài Huệ Năng nói Đâu ngờ tự tạnh dưỡng tự đầy đủ Đây là đang ở trong trạng thái ẩn không hiện Năng sanh dạng Pháp chính là biến ra, hiện ra Năng sanh, năng hiện, nhưng khi nó hiện đầu tiên chính là hiện a la gia trong kinh điển đại thừa thường nói là nhất niệm bất giác nhất niệm bất giác này là a la gia xuất hiện a la gia biến hiện ra dạng pháp a lạ gia là tiếng phạn dệt sang tiếng trung nghĩa là tàn thức tàn là gì như cái kho như phòng tư liệu vậy trong này mọi thứ đều có không thiếu điều gì cả đức phật nói trong này có ba loại Nghiệp tướng Chuyển tướng Cảnh giới tướng Đích thực Giống như trong ống giảng hoa này Chỉ có ba loại Ba miếng giấy màu sắc khác nhau Chỉ có ba thứ như vậy nhưng khi ta xoay chuyện nó Thì thiên biến dạng qua Vô lượng vô biên Ta xem mãi không hết Tất cả đều biến hiện ở trong đó Tuyệt diệu Ống dạng qua là tiểu vũ trụ Bí mật cất giữ trong đó Chúng ta lãnh hội dần dần Biện quả trong vũ trụ chính là như vậy Động nó liền biến qua Không động nó không biến hóa Thập pháp giới đang động Cõi thật báo trang nghiêm của chư Phật Bồ Tát bất động Bất động có thấy được chăng? Nhìn thấy được Nhưng chỉ thấy được một tượng nó mãi mãi bất động Nên gọi là nhất chân Pháp giới Còn chuyển động thì sao Chuyển động gọi là mười Pháp giới Mười không phải chữ số Mười tượng trưng cho vô lượng Khi chuyển động là vô lượng vô biên Nhưng không thấy được hai cái giống nhau Nó là giả không phải thật Thật nhất định thấy được Nó là giả Đường xứ xuất sanh Tùy xứ diệt tận Nên bất khả đắc Trong kinh bác nhà nói Vô sở hữu tất cánh không bất khả đắc Từ trên ống dạng qua Có thể lãnh hội được điều này Nên phải bỏ hết tình chấp Duy chỉ còn kính ngưỡng tin theo Tâm thái của chúng ta Đối với Phật đoan chăng Là kính ngưỡng Tôn trọng đối với Phật Thật sự có lòng tin tín ngưỡng đối với Phật Trong niềm tin này có sự thành kính Nên gọi là tín ngưỡng Ngưỡng mộ Nhất định phải buông bỏ tình chấp Tình chấp là gì? Khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước Phải buông bỏ nó Ngày nay may mắn đầy đủ tính tâm và trí tuệ Chúng ta rất hạnh phúc Rất may mắn Đầy đủ chân tính Đầy đủ trí tuệ Trí tuệ có thể lý giải Mới có thể sanh khởi chân tính Có thể nghe được Pháp này Không có tính tâm và trí tuệ Không thể nghe Pháp này Ta nghe không lọt vào tay Cho rằng nó là huyễn tượng Không phải là sự thật Nên ở đây thêm vào một câu cho nên ngày nay tuyệt đối đừng để bỏ lỡ. Lời nói này từ bi đến cực độ. Trong đời này tuyệt đối không được bỏ qua. Không nói trong đời này mà nói ngày nay, vì sao vậy? Ngày mai ta còn sống chăng ai dám chắc? Mạng sống con người chỉ trong hơi thở. Nhất định phải hiểu điều này. Sau khi học Phật không tham sống không sợ chết. Sanh tử là thân. Tu hành mới quan trọng. Ngày hôm nay không được để nó trôi qua một cách vô ích, phải tinh tấn tu học. Biển là ví dụ Trí tuệ như lai rộng sâu vô bờ Giống như biển lớn Nên gọi là biển trí tuệ Trong kinh thường dùng chữ này Dĩ rộng lớn không có biên tệ Đều dùng biển để hình dung Như lai là biển trí tuệ trong phạm phu lục đạo gọi là biển nghiệp Tạo nghiệp Cũng là vô lượng vô biên Trên thực tế Biển nghiệp của chúng sanh Với biển trí tuệ của Như Lai Là một biển không phải hai Khi mê Biển trí tuệ biến thành biển nghiệp Khi ngộ Biển nghiệp lại biến thành biển trí tuệ không có gì khác. Bởi vậy, sanh Phật không hai, chúng sanh và Phật là một không phải hai. Hiểu được đạo lý này, chúng ta phải biết tôn trọng chính mình. Phải phát tâm thành tựu ngay trong đời này. Vì ta vốn là Phật. Chỉ cần ta chịu giác ngộ quay đầu thì đời này sẽ làm Phật. Thành Phật. Làm Phật không nhất định phải xuất gia. Điều này chứ vị cần phải biết. Bất luận là ngành nghề nào chỉ cần buông bỏ được vọng tưởng phân biệt chấp trước, làm điều mà ta cần phải làm, đều gọi là làm Phật sự. Việc gì cũng đều là Phật sự. Sự nghiệp nào cũng có thể thành Phật. Đặc biệt là nền giáo dục của Tịnh Tông, Tịnh Độ giáo nam nữ già trẻ các ngành các nghề vì sao vậy vì trong tâm có phật trên miệng có phật đó là phật thật không phải phật giả bất luận làm việc gì đều dùng tâm phật để làm dùng miệng phật để diễn thuyết đó nghĩa là tự hành quá tha Tịnh tâm Cảnh giới đồng hoa nghiêm Hoa nghiêm lý sự vô ngại Sự sự vô ngại Người viên mạng nói Pháp có pháp nào không viên mãn đưa ra một vấn đề hỏi quý vị pháp nào không phải là phật pháp đã giác ngộ hiểu rõ rồi vì sao thế nào gọi là phật pháp phàm những gì biến hiện ra từ tự tánh đều là phật pháp tự tánh là phật Tất cả Pháp đến sau cùng đều trở về tự tánh Trở về tự tánh nghĩa là chứng được quả Phật cứu cánh viên mạng Khi nào trở về Giác ngộ là trở về Mê sẽ rời xa Vừa giác ngộ lập tức trở về cho nên tất cả pháp đều là phật pháp không những tất cả chúng sanh vốn là phật mà tất cả pháp đều là phật pháp đương thể tức không liệu bất khả đắc sao lại không phải được trong hữu tình chúng sanh thân phận con người chúng ta là có phật tánh phật tánh nghĩa là phật pháp chính là thân phật trong tất cả dạng pháp cây cỏ hoa lá sơn hà đại địa có pháp tánh Pháp tánh chính là Phật Pháp Vậy Pháp nào không phải Phật Pháp? Các Pháp đều là Phật Pháp Người khai ngộ Những gì họ nói ra đều là đạo lý Thuận lợi mọi bề Bất luận ngành nghề gì Bất luận làm việc gì ta không hề rời xa. Tại sao không rời xa? Trong tâm ta là Phật A Di Đà, trên miệng là Phật A Di Đà không rời xa. Nếu trong tâm nghĩ chuyện khác, tạp niệm đó là rời xa. Là diễn ly. Không niệm Phật, trong tâm không có ý niệm nào, đó là thật. Nhưng chúng ta không làm được. không làm được ngày nay đức phật đại từ đại bi vậy chúng ta trong lòng chỉ giữ một ý niệm giữ ý niệm về phật a di đà vấn đề này một số người có thể làm được gọi là nhất niệm bất sanh không phải người bình thường có thể làm được như vậy không thể phổ độ chúng sanh đó không phải là giáo dục phổ thí Phổ độ chúng sanh giáo dục phổ thị có người rất dễ tiếp nhận. Thật vậy, trên từ đẳng giác Bồ Tát dưới đến chúng sanh trong địa ngục đều có thể thọ trì. Đều có thể tu học, đây gọi là giáo dục phổ thị Giáo dục phổ thì chỉ có pháp môn niệm Phật cho nên biển trí tuệ của phật chỉ có phật với phật mới có thể biết được biển nghiệp của chúng sanh biển phiền não của chúng sanh cũng là chỉ có phật với phật mới có thể biết được không phải phàm phu có thể thấu rõ được như phẩm phương tiện trong kinh pháp hoa nói pháp khó hiểu hy hữu đệ nhất mà đức phật chứng được chỉ có phật giới phật mới có thể thấu tột tướng chân thật của các pháp pháp khó hiểu hy hữu này là gì nghĩa là thật tướng thật tướng các pháp chân tướng của tất cả pháp bây giờ chúng ta cũng đã biết chúng ta biết không phải chúng ta chứng được mà chỉ là nghe nói chúng ta nghe đức phật nói chân tướng là gì chân tướng là vô sở hữu là tất cánh không làm sao chúng ta biết được nghe được đối thoại của Bồ Tát Di Lặc và Đức Thế Tôn quá nhiên đại ngộ hiểu rõ Đức Phật hỏi một cách rất thiện xảo như thông thường phàm phu chúng ta nói tâm hữu sở niệm trong tâm ta khởi một ý niệm ta rất rõ về ý niệm này nhưng trong một niệm này ta phân tích xem có mấy niệm có mấy ý niệm gì tỷ có mấy tướng có mấy thứ Trong ý niệm này có nhiều thứ như vậy Chúng ta không biết Bồ Tát Di Lạc trả lời Đức Thế Tôn rằng Một khẩy móng tay có 32 ức 100 000 niệm Đầu tiên là trả lời Ngài mấy niệm 32 ức 100 000 niệm Có mấy tướng Niệm niệm thành hình Nghĩa là hình tướng Mỗi niệm đều có hình tướng Hình đều có thức Thức tức là thọ tưởng hành thức Mỗi hình tướng đều có thọ tưởng hành thức Chúng ta hồi tưởng lại trong tâm kinh Quán tự tại Bồ Tát Hành thâm bát nhã ba la mật đa thời Là thâm bát nhã Chiếu kiến ngũ uẩn dai không Ngài soi thấy được điều gì Thấy được nhất niệm mà Bồ Tát Di Lạc nói Vì sao nhất niệm đó là không Nhất niệm bất khả đắc Nên lập tức không còn hiện tượng này makland nhà khoa học người đức đã phát hiện nhưng nói không rõ ràng như bồ tát di lạc nói ông chỉ thấy được hiện tượng của ý thức ông gọi là ý niệm tần suất chấn động vô cùng nhanh sinh ra hiện tượng vật chất quý vị xem rất gần với những gì bồ tát di lạc nói nhưng bồ tát di lạc nói một cách rõ ràng ông ta nói chung chung nhanh nhưng không biết nhanh đến mức độ nào Bồ Tát Di Lặc nói một khẩy móng tay có 32 ức 100 000 niệm 100 000 là 10 dạng, 32 ức nhân 10 dạng là 320 triệu. Nếu ta dùng dây làm đơn vị, nếu một dây khẩy 5 lần, nhân 5 là 1.600 triệu. Hiện tượng ngũ uẩn thời gian nó tồn tại chỉ một ngàn sáu trăm triệu trên một giây thời gian nó tồn tại chỉ chừng đó makland nói căn cứ trên kết quả nghiên cứu của ông thế gian này căn bản không có thứ gọi là vật chất vì thời gian tồn tại của vật chất là một ngàn sáu trăm triệu phần trên một giây chúng ta nghĩ lại xem điều này khi xem phim càng dễ nhận ra hơn trước đây phim đều dùng bằng băng nhựa này âm bản của phim là băng nhựa chiếu lên màn hình một giây có bao nhiêu tấm hai mươi bốn tấm chúng ta thấy phim chiếu trên màn hình rất sinh động bây giờ bồ tát di lạc nói xã hội hiện tại của chúng ta một giây là một sáu trăm triệu tấm Chứ không phải 24 tâm Nên chúng ta không biết nó là già Vấn đề này mắt Lan đã nhìn thấy rất rõ ràng Nên ông nói thế gian này không có vật chất Vật chất là gì? Chính là từ Ý niệm liên tục không gián đoạn Sinh ra một loại huyện giác tưởng rằng nó là thật giống như chúng ta xem tivi xem phim vậy tưởng nó là thật trên thực tế mỗi tướng đều khác nhau nên hiện tượng này gọi là tướng tương tự tương tục nếu như hoàn toàn giống nhau có thể nói là tướng tương tục nó không giống nhau mỗi ý niệm đều không giống nhau Chỉ tương đương Không thấy hai tướng hoàn toàn giống nhau Là tương tương tự tương tục Nên không có vật chất Chẳng những vật chất không có Mà hiện tượng tinh thần cũng không có Thời gian nó tồn tại là bằng nhau Thời gian ý niệm tồn tại cũng là một giây một ngàn sáu trăm triệu. Chẳng nhận không có hiện tượng tinh thần Đến hiện tượng tự nhiên cũng không Hiện tượng tự nhiên là năng lượng Nghiệp tướng của A-lại gia Trong Kinh Kim Cang Đức Phật nói phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng Chúng ta nghe báo cáo của Mark thì cuộc đối thoại giữa Bồ Tát Di Lặc và Thế Tôn trong kinh điển đối chiếu hai điều này chúng ta liền thấu rõ ngày nay chúng ta đọc lời này pháp khó hiểu hy hữu bậc nhất mà Đức Phật thành tựu được chỉ có Phật giới Phật mới có thể thấu tột tướng chân thật của các pháp hiện nay chúng ta đã biết nhưng chúng ta chỉ nghe được không phải tự thân chứng được. Tự mình chứng mới được lợi ích. Được lợi ích gì? Buông bỏ tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước. Vì sao vậy? Vì tất cả đều là giả. Vọng tưởng cũng chỉ là vô ích. Chấp trước cũng vô dụng. Có gì đâu để mà chấp trước? Không có gì ta có thể chấp trước được Quý vị nói tôi muốn chiếm lấy nó Không thể Đợi đến khi chết mới biết rằng Không mang theo được Không ngờ rằng ngay lúc này Tức là một ngàn Sáu trăm triệu phần trên một giây này Ta làm sao đạt được Căn bản không đạt được Vậy mà cứ muốn để đạt được nó như vậy không phải là vọng tưởng ư? Ừ. Đây không phải là tự làm khổ mình ư? Ừ. Niệm niệm bất khả đắc. Niệm này không phải là đức Phật hỏi. Tâm có mấy niệm? Niệm này quá thô. Nị mà Phật hỏi tâm có mấy niệm Một khẩy móng tay có 320 triệu hiện tượng sanh diệt 320 triệu lần sanh diệt Làm sao có thể đạt được Bởi thì Đức Phật nói phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bào ảnh đúng vậy quả thật như giấc mộng nếu ta xem mọi thứ đều là thật là sai lầm hoàn toàn sai tất cả đều là giả tất cả pháp bất khả đắc như vậy mới có thể được đại tự tại phải chứng được cảnh giới này Mới thật sự được đại tự tại Được đại tự tại là Đức Như Lai Pháp Thân Bồ Tát Thật sự chứng được Ở trong lục đạo Trong mười Pháp giới cũng không sao Vì sao vậy? Vì thần thông du hí Ta đều biết rõ hết Toàn bộ đều là giả Dù ở trong lục đạo hay mười pháp giới Đều không có chập trước Không có phân biệt Không có khởi tâm động niệm Đó là gì? Không khác gì chư Phật như lai ứng hóa ở thế gian Họ đến để làm gì? Họ đến để cứu độ chúng sanh Họ đến để biểu diễn Họ có thể biểu diễn được tất cả Như 53 lần tham bái trong Kinh Hoa Nghiêm nam nữ già trẻ các ngành các nghề họ đều có thể biểu diễn đó đúng là pháp thân bồ tát chư phật như lai có như vậy chăng tôi tin rằng có chẳng những có mà tôi còn tin là có không ít chỉ là do họ không bộc lộ thân phận nên không biết đó thôi chỉ có họ biết được thân phận mình. Chúng ta sống trong thời đại này đúng là rất may mắn. Kinh Phật là thứ rất khó hiểu. Nhưng các nhà khoa học đã giúp chúng ta hiểu được Khoa học mới phát hiện được điều này chỉ 30 năm lại đây, 30 năm trước. Những vị Pháp sư chuyên về Phật học cũng chưa từng nghe đến. Chỉ là nghe cổ nhân nói như vậy, nên khi giảng kinh cũng nói như vậy, y theo như vậy dễ hồ lô. Khi chúng ta thấy được những báo cáo khoa học này, lãnh hội càng sâu sắc hơn độ sâu này hơn cả tiền nhân nhưng không thể hơn người chứng quả chúng ta không thể hơn được người đại triệt đại ngộ không sánh bằng họ trên mặt giải ngộ không phải chứng ngộ trên phương tiện giải ngộ chúng ta hơn họ Người thật sự chứng ngộ Chúng ta không sánh bằng họ Lại nói Vô lậu bất tư nghì Pháp thẩm thâm di diệu Nay ta đã đầy đủ Duy ta biết là tướng Mười phương Phật cũng như vậy Đây là lời trong Kinh Pháp Hoa Cho thấy Vô lậu thậm thâm mà Đức Phật thành tựu được Là Pháp di diệu thậm thâm Không thể nghĩ bàn Vẫn là câu Thấu tột tướng chân thật của các Pháp Đối dư chân tướng của tất cả các Pháp Thấu triệt rốt ráo Thật sự thông đạt Chỉ có Phật mới biết được Ngày nay các nhà khoa học Có thể phát hiện được A-lại gia Nhưng không biết A-lại gia từ đâu đến Điều này Đức Phật biết được Khoa học và triết học phát triển đến ngày nay Từ lâu trong kinh Phật đã nói rõ về điều này cảnh giới của họ chỉ đến đây thôi vì sao vậy đức phật nói trong tám thức công năng của ý thức lớn nhất ý thức nghĩa là tư tưởng tư tưởng quả thật không có biên tệ không có phạm vi Ngài nói lớn Ngày nay gọi là vật lý thái không Nghiên cứu vũ trụ Đại vũ trụ Có thể nghĩ đến Biên duyên của vũ trụ Về nhỏ Họ có thể thấy được A là già có thể nghĩ đến A-lại gia Không thể tiếp tục phát triển thêm nữa Đây là phạm vi của nó Tư tưởng là giọng tâm Pháp giới hư không giới là giọng cảnh Là A-lại gia biến hiện ra A-lại gia là giọng tâm vọng tâm có thể duyên định giọng cảnh không duyên được chân thật. Nên chân thật thì nó đành chịu. Chân thật phải như thế nào? Phải buông bỏ mới biết được chân thật. Không dùng tâm ý thức sẽ thấy được. Có thể chứng đặt Tâm là gì? Khởi tâm động niệm Đức Thế Tôn hỏi tâm có mấy niệm Đó là nghiệp chương của a la gia Mấy thức là chuyện tướng của a la gia Mấy tướng là cảnh giới tướng của a la gia Quý vị xem Đức Phật hỏi ba vấn đề này Ba điều này đều bất khả đắc Vì sao vậy? Vì thời gian nó tồn tại Chỉ là Một ngàn sáu trăm triệu Trên một giây Như vậy làm sao biết được Không có cách nào nó giống như một luồng điện chỉ chớp một cái là lập tức không còn nữa ánh chớp này trước mắt chúng ta chúng ta còn chưa kịp nhìn thấy mắt ta nhìn không kịp tốc độ của mắt không bằng nó quá mạnh chúng ta có nhìn thấy chăng không nhìn thấy là không thấy thật chứ không phải giả ánh chớp này là gì đó là hiện tượng ánh chớp mà chúng ta thấy là tướng liên tục của nó tương tương tự tương tục không nhìn thấy được chân tướng của nó nhưng đức phật biết được chân tướng này vì sao phật biết được ngài không khởi tâm không động niệm không khởi tâm không động niệm là tự tánh tánh vô cùng linh mẫn thứ cực kỳ di tệ nó cũng thấu rõ cũng chính là nói tốc độ của nó bằng với tốc độ của ta thậm chí là hơn tốc độ của ta biến pháp giới hư không giới là tự tánh biến hiện ra trong kinh Phật thường nói Ngoài tâm không có Pháp Ngoài Pháp không có tâm Tâm tức là tự tánh Tất cả các Pháp đều là tự tánh biến hiện ra Rời tự tánh tất cả Pháp đều không còn Tự tánh là dính hằng bất biến Gọi là chân tâm thường trú Nghĩa là nó bất sanh bất diệt như như bất động Ngài Huệ Năng Kiến Tánh đã nói ra tất cả Tự tánh thanh tịnh xưa nay chưa từng bị nhiễm ô Không sanh không diệt vốn tự đầy đủ Ở trước chúng ta đã nói đến Nó có thể sanh ra dạng pháp vốn tự đầy đủ thực tế mà nói thì không nhiều nhưng khi nó khởi tác dụng thì xuất sanh vô tận cho nên đối với việc này tôi đã suy nghĩ rất lâu sau đó đến ủng dạng qua rất tương tự cùng một đạo lý Nếu nắm bắt được nguyên tắc này Vô sự bất biện Như các bậc tổ tông dạy chúng ta về tứ khoa Bốn khoa này Bất luận là ngày xưa hay bây giờ Đều là vô sự bất biện Ngủ luôn Ngủ thường tứ duy bát đức là được rồi Nếu áp dụng vào bản thân Quý vị thành thánh nhân Thực hành tất cả bốn khoa này Quý vị thành thánh nhân nghiu thuẫn Ngưu Thàng là thánh nhân, thánh là gì? Họ áp dụng được cả bốn khoa này. Họ không thiếu thứ nào. Nếu thiếu một thứ gọi là thiếu đức, họ không thiếu là thánh nhân. Thực hiện được cả bốn khoa nhưng vẫn còn một vài điều khiếm khuyết, chưa viên mãn là hiền nhân. Có thể thực hành được một phần ba Làm được một nửa là quân tử Tất cả đều không thực hiện được Toàn bộ đều không có Trong Phật Pháp gọi là Phàm Phu Phàm Phu trong lục đạo Hoàn toàn không thực hiện được thế nên thực hành được bốn khoa này thân tâm mạnh khỏe gia đình thực hành thì gia đình quý vị hạnh phúc mỹ mãn nếu như áp dụng nó trong việc kinh doanh như ông đạo thạnh hòa phu hiện nay ở nhật bản vậy còn như áp dụng vào việc lãnh đạo đất nước thì đây là đất nước đại trị thời thạnh thế xuất hiện thái bình thịnh thế liền xuất hiện bốn khoa mục này nó giống như ống dạng hoa vậy thiên biến dạng hoa mà đều rất đẹp đều rất tốt tuyệt diệu vô cùng những điều này mang đến cho chúng ta lợi ích lớn lao đây là gì đây là phật pháp là Đái thừa nó không khác gì với Kinh Hoa Nghiêm Chính là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Nếu chúng ta hiểu rõ Biết vận dụng nó Thật là tự độ độ tha Trong Phật Pháp dạy chúng ta như vậy Quý vị xem Tịnh nghiệp tam phương Lục hoa Tam học lục độ phổ hiền thập đại nguyện dương giải quyết được tất cả phổ hiền bồ tát thập đại nguyện dương là cảnh giới hoa nghiêm cảnh giới của chư phật như lai thập thiện nghiệp đạo từ cảnh giới phàm phu đến cảnh giới như lai chỉ mười loại giống như ống dạng qua vậy thiên biến dạng quá quý vị xem nó ở địa vị tỳ kheo nó thay đổi bao nhiêu ba ngàn ba ngàn oai nghi quy nạp ba ngàn oai nghi thành thập thiện nghiệp mười điều bồ tát đại thừa là tám dạng bốn ngàn tế hạnh chỉ mười điều triển khai ra là tám dạng bốn ngàn tiến hành đến như lai quả địa pháp thân bồ tát vô lượng vô biên quy nạp lại thành mười điều không thể coi thường nó Người xưa nói đức mục Trong đó còn có lập lại Như ngũ thường Nhân lễ nghệ tri tính năm chữ Tứ duy lễ nghĩa liêm sĩ Quý vị xem trong ngũ thường đã có lễ Trong nhân lễ nghệ tri tính có Có trùng lập Bác đức Hiếu đệ trung tính Nhân ái hòa bình Nghĩa là tính luôn cả những điều trùng lập Đức Mục chỉ có 17 điều Triển khai ra là vô lượng vô biên Cương lĩnh chung không nhiều Tịnh nghiệp tam phước là nguyên tắc chỉ đạo cao nhất Phật dạy chúng ta phải tu như thế nào? Nhưng căn bản của căn bản Phật Pháp hay Thị Pháp không có gì khác nhau Hiếu thân tôn sư là căn bản của căn bản hiếu dưỡng phụ mẫu phụng sự sư trưởng nếu không có hai nền tảng này xảy ra vấn đề là phá hoại hết tất cả dù quý vị học như thế nào cũng không thể thành tựu đều là giả ngụy trang tốt đến đâu thì cũng là giả không phải thật sẽ có một ngày quý vị bị lộ chân tướng đến lúc mọi người nhìn thấu rồi quý vị không đáng một đồng làm người không thể bất hiếu cha mẹ không thể không tôn trọng thầy Đức Phật nói rất hay Chúng ta có được thân mạng là nhờ cha mẹ Có được quệ mạng là nhờ thầy Con người có hai mạng Thân mạng và quệ mạng Quệ mạng quan trọng hơn thân mạng bất hiếu cha mẹ, không kính sư trưởng. Tội nghiệp này đọa vào vô gián địa ngục. Trong tội ngũ nghịch của nhà Phật. Thứ nhất là giết mẹ, thứ hai là giết cha. Đây là bất hiếu giết cha mẹ. Thứ ba là giết A La Hán a la hán là thầy thứ tư là làm thân phật chạy máu thứ năm là phá hòa hợp tăng phá hoại chánh pháp của tăng đoàn chướng ngại chánh pháp phá hoại chánh pháp phạm năm người tội này là đọa địa ngục a tỳ nặng nhất trong các tội ai dám phạm người không tin nhân quả dám không tin nhân quả vấn đề này không phải không tin là không có tin thì có không tin thì không có vậy tôi cũng không tin nhưng ở đây không tin nó vẫn có Bất luận là tin hay không tin. Đến khi ta mạng chung nó liền xuất hiện. Chạy cũng không thoát. Bởi thế không thể không biết điều này. thường nghĩ đến giáo huấn của phật giáo huấn của thánh hiền địa ngục rất đáng sợ từ xưa đến nay bao nhiêu người sợ khổ địa ngục họ mới phát tâm bồ đề chỉ có không tin nhân quả phật pháp gọi là nhất xiển đề nhất xiển đề là tiếng phạn dịch sang tiếng trung quốc là không có thiện căn họ không tin họ không sợ nhưng đến lúc hối hận cũng không kịp Ở đây nói rất nhiều thứ Thật tưởng các Pháp Chân tướng Phật biết Đức Phật Thích Ca Mâu Ni biết Mười phương Phật cũng biết Có thể thấy vô lậu Thậm thâm mà Đức Phật thành tựu được vô lậu chính là chúng ta thường nói lục căng ở trong cảnh giới lục trần không khởi tâm không động niệm gọi là vô lậu lậu là phiền não khởi tâm động niệm là có phiền não không khởi tâm không động niệm là thẩm thâm Thẩm thâm là rất khó lý giải Nói cũng không cách nào nói được Làm sao có thể khiến người nghe hiểu được Cho nên đây là pháp di diệu không thể nghĩ bàn Không thể tưởng tượng Không thể diễn tả bằng lời nói Pháp này gọi là thấu tột thật tướng các pháp Thật sự hiểu rõ thấu triệt Hiểu rõ ràng Chỉ có Phật mới có thể biết được Thanh văn ước kiếp suy nghĩ đến trí Phật Dùng hết thần lực của họ Cũng không thể đo lường được Thanh văn là tiểu thánh A-la-hạn à, Chúng ta cảm thấy thần thông và trí tuệ của A-la-hán rất cao siêu Nhưng thua xa Phật, thua quá xa Họ là học sinh tiểu học, Phật là lớp tiến sĩ tốt nghiệp Không thể đo lường được Như phẩm phương tiện trong Kinh Pháp Hòa nói Ta và mười phương Phật đều có thể biết được việc này pháp này không thể hiển thị. Đây là thực tướng các pháp. Không cách nào chỉ thị. Không thể nói. Trừ đại bồ tát có tín lực kiên cố. Ngoài ra, không ai có thể biết được đây là nói đến niềm tin vấn đề của người thời này đích thực là do đánh mất lòng tin điều này gia tăng thêm mức độ khó vô cùng lớn không tin ngày nay làm sao để có thể giúp con người tìm lại được lòng tin Chúng ta mới được cứu Không tin không cứu được Tính tâm đầy đủ Nghĩa là đại tâm phàm phu Mà trong kinh nói Họ tin Pháp di diệu thậm thâm Đức Phật nói Điều này không dễ Nên trong kinh này chữ then chú quan trọng Chúng ta tuyệt đối không được sơ xuất Hết giờ rồi hôm nay chúng ta học đến đây Nam Mô A Di Đà Phật Nguyện đem công đức này Hồi hướng bốn ân và ba cõi Nguyện khắp pháp giới các chúng sanh Đồng sanh cực lạc thành Phật Đạo Chúng Phật tử đạo tràng tịnh độ nam mô an di đà phật